Ok, thì chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục về Steam nhé, một cái clip ngắn ngắn nữa. Đây có cũng mình cũng không mình nghĩ là cái clip này cũng sẽ nhanh thôi, dành cho những bạn nào mà vừa mới up level Steam mà nhanh á. Vừa mới up level Steam á mà các bạn kho đồ bạn có nhiều rác quá đó. Ví dụ như mình à. Thật sự có nhiều thứ mà mình không cần đến ở trong đây. Như mấy cái hình nền này đồ này nọ mình đâu có bao giờ mình dùng tới. Nói chung thì thật sự nếu mà nhiều rác quá đó, thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ nên làm theo cách sau. Thì đầu tiên mình chút nữa mình sẽ để link của cái phần mềm này ở dưới cho bạn coi. Steam Inventory Helper. Mình sẽ nhấn tải nhé. Thêm tiện ích luôn. Khá nhanh. Đó, đã được cài đặt vào cốc cốc nè. Thấy không? Rất là nhanh. Sau đó, các bạn cái này là chỉ áp dụng ở trên trình duyệt web thôi nha. Đấy. Và khi mà các bạn vô kho đồ của các bạn thì nó sẽ có cái lạ là nó sẽ có những cái health ở đây. Mình thấy cái hữu dụng nhất đó chính là đồ set go. Nó thể hiện từng giá tiền mà ở trên đâu ta? CS Fast gì nè, một cái web ở trên chế độ trên trên web nè, khá là nổi tiếng. Fast rồi CS Money gì rồi này đó. Nó hiện giá tiền mà trên đó nó đưa ra luôn. Giá tiền thật của cái súng của bạn á. Mà thường nó lấy giá thấp hơn không à. Thậm chí nó có chữ Get Flash. Thấy không? Nó hiện rõ flash bao nhiêu rồi đồ nó giúp các bạn cái này có thể giúp cho các bạn về đồ CSGO luôn. Cũng giống như cây mình có kẻ ke nè. Đây, get flash chừng cái đó. Nó sẽ hiện ra tất cả những thông tin cây súng của bạn luôn. Cái này là chỉ dân CSGO thôi nha. Còn mấy bạn nào về Steam nè, mình chỉ nè. PUBG thì trên đây nó chưa cập nhật giá. Đây, giờ bạn đến với cái phần Steam là quan trọng. Thì cái này thì nó giúp cho bạn như sau nè, các bạn nhấn vào chọn item nè. Tiếng Việt sẵn luôn. Ví dụ như các bạn có cái này các bạn không cần thiết đi. Nhấn vào một cái. Nhấn vào hai cái nè. Ba cái nè, bốn cái. Mình coi cái nào mình không xài nữa. Năm cái nè. Sáu. Này giữ lại ta, chắc bỏ luôn đi. Vô dụng. Rồi nữa cái này nè. Này luôn. Này luôn. Này luôn. Mấy cái đồ này có nên giữ lại không ta? Ok, thì sau khi làm xong á thì các bạn kiểu như là mỗi lần mà các bạn vào trong Steam này á, các bạn muốn chuyển cái món nào á, và bạn cứ tên into game như thế này nè. Có số bạn làm vậy nếu nhưng mà cái người nào á, ok, mấy bạn ít thì không sao nha, các bạn có thể chịu khó làm được. Mà những cái con người mà kiểu như là mới vừa up level Steam mà kiểu như từ hơn mấy chục cấp trở lên á, mà có mấy cái này á, thật sự mà đổi ra là một cái tên into game này á, đó là một cực hình luôn. Rất là lâu. Cho nên người ta thường hay dùng cách này. Nó có cái tên into game mà thấy không? Các bạn nhấn. Nó sẽ tổng cái số game của bạn trên đây. Did you want to convert là nó hỏi bạn có muốn đổi ra game không nè. Bạn nhấn ok. Cái này phải sắp all luôn. Sale hả? Mình nhầm cái gì rồi? Tải lại. Nên mình ấn hình như nó cái này thì nó vẫn có một số lỗi nha, nó kiểu như lâu lâu nó bị lag. Cái mình ấn chọn rồi cái hồi nữa cái nó bỏ vô cái invent cái để nó đổi á, đưa luôn. Chọn lại. Các bạn phải để đợi cho nó lên nè, đúng rồi, nãy mình quên phải đợi cho nó lên lên kiểu gì nè. Đấy. Đây đó là tổng cộng mình có 80 game mà, thấy bạn thấy không? Đổi ra. Cái này kết hợp cho người nào mà làm nhiều thế không? Nó tự động nó sale lên làm hết cho các bạn luôn. Đó, sau đó các bạn nhấn lock lại trang. Thế là xong. Các bạn có game. Thực sự thì nếu như bạn nào mà cũng chưa hiểu mà game gì làm gì đó thì mình cũng đã có một cái clip mình nói về game rồi. Nhưng mà mình nghĩ cái clip đó mình nói chưa đủ.
Cho nên là mình nghĩ là lần này mình sẽ nói lại luôn. Game Steam là gì? Thì game á, em nghĩ á, có một số người lại nghĩ là game là một thứ nó cũng rất là quan trọng đối với cái inventory của họ. Và trung bình á, các bạn có thể search giá ở trên game ở trên đây. Các bạn cứ nhấn gì nè. Oh, game. Nó sẽ ra cho các bạn, đây là giá tiền của game hiện tại là 12.555. Cái này là nó đang rớt giá thôi, chứ còn mình thấy bình thường á, thì cũng khoảng từ 17 tới 18 nghìn. Tại nó đang mùa, nó vừa mới summer sale xong á, cho nên nó đã mất giá. Chứ một, và cái bắt này nó thường là nó sẽ có 1.000 game. Ok, 1.000 game nhé. Và khi mà các bạn có đủ 1.000 game rồi đó, thì các bạn có thể bấm vô đây và bắt game Intosac nè. Nếu như bạn đủ thôi, còn nếu mình chưa đủ thì nó không chưa hiện ra thôi. Có đủ cái bạn cứ nhấn sao cho nó đủ 1.000 game á, các bạn tổng hợp lại một gói, sau đó các bạn đem bán cho market có tiền. Bạn nào mà sưu tầm thôi, chịu khó, cái nó là chịu khó sưu tầm á, là sẽ các bạn sẽ ra được game. Thì mình nói rồi đó, nó sẽ có, bạn có thể bán được cái nhất. Cái thứ hai là nó được dùng để làm như thế này đây. Các bạn chọn phần best deck nè, các bạn thấy cái booster pack creator nè, ấn vào đấy. Giờ tổng cộng mình có 207 game thôi, nên mình chưa có đổi được cái khỉ gió gì hết á. Trong đây thì nó thường sẽ đổi ra booster pack á. Booster pack là gì? Đó là một cái gói, một cái gói mà thường là nó có ba cái trading card. Trading card là gì thì mình cũng đã từng nói rồi. Rồi để mình thử mình. Không được rồi. Mình đang tính làm cái booster pack mà mình không có. Mình mới mở ra mới phá nó hết rồi. Đấy, nó có rất là nhiều mấy cái này là nó những cái game mà bạn từng có trong đây nè. Và khi mà bạn thích cái game nào đó, bạn muốn có thêm một cái trading card của một game nào đó đó, thì bạn ấn vào nó sẽ ra giá cái booster pack ba thẻ này gồm là cái gì. Ba thẻ ở trong đây đó là khi mà các bạn lấy á, nó sẽ mở ra cho các bạn ba thẻ ngẫu nhiên luôn. Nó có thể là thẻ giống nhau, có thể là ba, có nhiều lúc nó xui thì các bạn ra ba thẻ giống nhau, hên thì ra ba thẻ khác nhau để cho nó tổng hợp lại đủ best deck để bạn lắp thẻ. Còn hên nữa thì các bạn sẽ rớt ra cạc phôi. Phôi là kiểu cạc quý hiếm á. Đó thì booster pack nó là như thế đó. Các bạn chỉ nó chỉ dùng để game, nó chỉ dùng để đổi ra là booster pack này thôi. Bằng không á thì cũng có một cách nữa, nhưng mà mình thấy cách này hơi khó. Đó là một số người sẽ nhận game để đổi ra một cái best deck up level Steam, kiểu như từ 280 cho tới 350, thì nó sẽ đổi ra thành một cái ghe best deck đầy đủ để cho bạn up level được 100 kinh nghiệm này nọ. Mà cái số người lượng người vậy thì nó hiếm lắm, nên thường là khi mà các bạn tổng lại gặp lại game lại đó, các bạn ráng sao sưu tầm cho đủ ngàn game thôi, rồi các bạn đem bạn bán lên market có tiền. Không dùng cái đó để nghịch thường thì mình dùng cái đó để nghịch, chứ mình cũng không có để lại chi, mình không có bán gì chi nữa, tại mình cũng không có cần thiết cái đó lắm, cũng không có cần wallet lắm. Đó thì mình giới thiệu về game nó chỉ là cái một phần nho nhỏ vậy thôi. Hồi trước mình có làm cái clip vậy mà cũng thấy ít người coi quá đó, nên nhiều bạn cũng sẽ có thắc mắc là cái game để làm cái gì. Thì hôm nay mình cũng cho thêm cái này luôn đó, Steam Inventory Helper, với lại một cái giải thích nho nhỏ về game trên Steam. Hiện ra giá tiền rồi bán nhanh luôn. Nói chung là cái inventory này mình thấy nó hợp hợp với CSGO. Flash ra hết luôn. CSGO rồi còn bán nhanh đồ Steam ở đây nữa nè. Có nhiều lúc các bạn có một số người á, kiểu như là có nhiều cái thẻ giống nhau á, ví dụ giống mình đây nè. Ba thẻ giống nhau nè. Có thể chọn đây. Rồi bán. Đâu ta? Bán ba item nè, thấy không? Đó, bạn bán ba item đó tổng cộng là nhiêu đây thì các bạn để giá bán vô thôi, để bạn auto sell thôi. Xong, khá là dễ. Chỉ trong đây nó lành cho những người nào mà kiểu như bán nhiều đồ quá đó, còn họ bán đi. Vậy thôi, khá là dễ ha. Clip này ngắn ngắn vậy thôi.
Thì clip này rất chủ yếu là vậy đó. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Nếu như bạn nào có còn cái thắc mắc về cái này á, thì các bạn cứ comment ở phía dưới nha. Mình sẽ trả lời cho. Ok thì chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.